Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình đang ở lễ hội Hang Pồ. Lễ hội này diễn ra hàng năm đầu năm từ ngày 27, 28, 29 âm lịch tháng Giêng. Tổ chức hàng năm lễ này lớn nhất Tây Nguyên. Bà con khắp mọi miền đất nước đổ về đây. Lễ này cũng như gọi là lễ chờ tình nha mọi người. Nay mình sẽ quay cho mọi người xem khu chợ này có những gì và họ có những trang phục của những người đồng bào, người Nùng, người Tày và người Dao, cũng có những cái đặc sắc, nét đặc sắc của người. Đây là trang phục của những người họ mặc đồ của người Tày. Họ đang, đây là những cái giống như là một cái lễ là gặp mặt nhau để hát hò rồi nói chuyện rồi ăn uống rồi để những còn như là ngày hội, ngày Tết của người, của Tết cổ truyền của Việt Nam mình. Lễ hội này chỉ diễn ra có 3 ngày, ngày 28, 29, 27, 28, 29, ngày chính thức là ngày 28, là đông nhất. Tới đây là những người họ mặc trang phục để đến để đi lễ hội. Còn những người khách, những người gian hàng họ mang đến đây là họ bán đủ thứ, như quần áo này, như áo này. Có những người họ đi đến đây họ tham quan, cũng như là một khách mọi nơi đổ về đây rồi giờ coi lễ hội. Đây là những người họ mặc áo, đây là họ đi đến để giao duyên, hát hò, chứ họ cũng có gia đình rồi, nhưng mà họ đến đây là để gặp mặt, nói chuyện. Xe khách họ đến đây đông lắm, họ những người phương xa họ đón xe về đây để họ gặp mặt nhau, để tham quan lễ hội. Lễ hội truyền thống của hàng năm. Đây bán quần áo này, bán mũ này, rồi bán thịt heo quay này, bán thịt heo rừng này. Đây là trang phục họ cho thuê, những người họ đến họ thuê để họ mặc đi để lễ hội. Đây là họ, những người họ đang hát hò rồi họ gặp mặt nhau rồi họ nói chuyện. Có trang phục lớp trẻ thì họ mặc màu khác, lớp già thì họ mặc cái màu đen đen. Khách tới đây đông lắm mọi người, có chợ bán đủ thứ đồ hết. Đây mũ này, bên đây mũ nón rồi. Khách họ tham quan họ đi đông lắm mọi người, đổ khắp nơi về, đi kẹt đường luôn. Trang phục thì họ cho thuê nha, màu sắc rực rỡ. Khách họ đến đây họ ăn uống nè, rồi vui chơi, đổ xô về đây rất là đông. Đây là lễ hội của những người dân tộc Tày và dân tộc Nùng, gọi là có những cái trò chơi dân gian. Đấy, khách họ đổ về đây rất đông nha mọi người, đi là kẹt đường luôn. Đây là đồng.
hai bên dọc đường này họ bán đủ thứ đồ, theo quay nè, theo rừng nè, rừng lai chứ không phải là rừng heo rừng ấy, mà này rừng lai, còn bán thịt trâu nữa. Đó là đắt nhất là heo quay, họ quay ra bao nhiêu họ bán cũng hết. Đây họ mặc cái trang phục để họ đi lễ hội của dân tộc của người Tày và người Nùng nhé. Lễ hội rất là đông. Lễ hội này được tổ chức hàng năm ở Esu Esin của thị xã Buôn Hồ, thị trấn Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Có ai đi từ ngoài đường vô cho cỡ 30 cây số mới tới cái xã Esin để khách tham quan, và nhiều người họ mở Google lên là họ gõ là lễ hội Esin là có. Đây đang ở phòng xây cái chối ngã tư ngã năm nha mọi người. Đây họ bán đồ rất là đông mà đây ngã năm nha, gần để mình quay vòng vòng cho mọi người xem nè. Bán đủ thứ đồ hết á, muốn ăn kiểu gì, món ăn, thức uống gì cũng có. Bong bóng. Đây ngày chung ngã tư, ngã năm. Chưa có vô chỗ hội trường, một tí mình quay cho chỗ hội trường cho mọi người xem. Chỗ hội trường, hội chợ, nào bán nón, mũ, này, đủ thứ đồ ấy. Khắp nơi đổ về đây rất là đông. Bán quần áo để cho thuê trang phục này. Đồ bán thịt, bán nước mía này. Trong chỗ sân vận động là hội trường, có hội chợ này, trò chơi nhân gian này, đây bên đây có bán thịt, thịt trâu và thịt heo rừng. Khách đổ càng ngày càng đông về, nhất là buổi trưa họ đông lắm, ở nơi xa họ về đi là phải nhích từng ít này. Tại tổ chức ở trên một cái đồi ở cái chợ của cái xã đó, nên là khách bán dọc hai bên đường, cứ ngõ theo mấy cái đường là họ cứ bày hai bên họ bán, rồi mình đi tham quan chợ. Đây là bắt đầu vô trong hội trường, chỗ khu hội chợ vui chơi. Bên đây có bán dâu tây nè, rồi dâu Đà Lạt. Trong đây trò chơi nè, rồi bán đủ thứ đồ, máy móc điện tử. Bán đồ ăn. Chợ đông lắm mọi người. Vô đây cũng như là một cái chợ, một cái lễ hội mà nó cũng như là vừa bán đồ mà vừa tổ chức lễ hội. Bán cơm này, bán cá viên chiên này, rồi
quần áo này. Khách họ đến đây rất là đông, giống như là một cái Tết này. Đây bán đồ ăn uống, đây là bắt đầu chuẩn bị vô cái chỗ lễ hội để thi nha mọi người. Đây là cái trò chơi dân gian là cổng để ăn táo mà không được dùng tay, chỉ dùng miệng kê vô trái táo mà ăn. Trái táo thì treo lên, có 5 đội, có 5 đội thi. Trò chơi dân gian rất là vui. Bắt đầu họ đang thi đây, bắt đầu họ kê miệng vô trái táo để họ cắn, mà ai ăn trước xong trước thì được thắng. Một hai ba bốn năm, năm đội thi, có đội hai đội chung một trái giành nhau nữa. Cái này là thi trò chơi. Trái táo treo lên là kê miệng vô cắn, còn người kia cổng, người khác lên để ăn hết, ai ăn xong trước thì thắng. Đây họ tới, họ rất là đông, coi trong hội trường hai bên thi đấu. Lúc này là trò chơi là xong rồi, bắt đầu là công bố là về đội nào thắng đội nào thua. Đến đây rất là đông nha, đông mà bắt đầu là công bố để đội nào thắng đội nào thua này, rồi còn đến để đọc để coi đội nào thắng nha. Ban tổ chức đang họp mặt để coi đội nào thắng này nha. Nhiều lắm, nhiều đội chơi lắm. Khách cũng tham quan cũng đông, mà khách đến chơi cũng đông. Trò chơi nhân gian. Lễ hội này hàng năm là nhằm vào ngày 27, 28, 29 âm lịch nha, tháng Giêng. Bắt đầu lễ lại chơi trò chơi nữa, hai đội đang chơi thi nữa. Cái hội thi cái này là những ai nhanh thì
đã kéo búa. Hồi này rất là đông nha mọi người. Hai bên cái thi đấu, ai được nhiều ăn nhiều tính số lần ăn nhiều thì được thắng. Đây bà con đến đây rất là đông nha. Vừa lễ hội vừa đi mua sắm rồi. Lễ hội Hằng Pồ tổ chức vào hàng năm ngày 27, 28, 29 âm lịch tháng Giêng. Mà năm nào cũng tổ chức nha mọi người, lễ này lớn lắm nha. Sau đây video mình dành xin dừng ở đây nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh và cho mình một like và một chia sẻ nha. Xin cảm ơn mọi người nhiều.